chào tất cả các anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Thì hôm nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn lại tiếp tục giới thiệu đến anh em mẫu mẫu gọi là giỏ sách mồi trần mẫu số 2 nha anh em. Giỏ sách mồi trần mẫu số 2. Mẫu này chuyên dùng. Mẫu này chuyên dùng cho anh em là đánh úp y lộn. Mẫu này chuyên dùng cho anh em là quấn cùng lúc là hai con mồi. À, cái tính năng của cái giỏ này là cùng lúc hai con mồi. À, nếu mà mình lồng kiểu Việt Nam của mình á, thì có lồng kiểu hai ngăn, thì giỏ sách kiểu Malay Thái Lan này, giỏ sách mồi trần này thì nó cũng có mẫu phiên bản là hai con. À, tại vì cái thời điểm hiện tại nhiều anh em sở hữu rất là nhiều mồi rồi. Nếu mà sở hữu rất là nhiều mồi thì cùng lúc đi cùng lúc hai con ba con là chuyện bình thường. Cho nên đấy là cái nhu cầu thực tế và có rất nhiều anh em đặt hàng cái phiên bản này rồi. Đó. Thì cái phiên bản này là nó cũng giống như cái giỏ sách mồi trần một con thôi, nhưng mà nâng cái kích thước về chiều ngang, chiều rộng, chiều cao của nó lên để cho nó đảm bảo là chứa được hai con phủ đuôi. Đó anh em thấy. Chim ở trong đây xây trở rất là thoải mái luôn. Đó. Chim ở đây xây trở rất là thoải mái, phủ đuôi hoàn toàn, không sợ hư đuôi. Thì lúc trước cũng có bán một hai cái mẫu giỏ sách mồi trần hai ngăn kiểu này, nhưng mà do cái kích thước giữa cái lần trước là làm nó chưa có hợp lý lắm, cho nên là chúng tôi luôn luôn là cập nhật và thay đổi cũng như nhận được cái sự phản hồi từ khách hàng. Thì cái mẫu này là mẫu mới nhất, mẫu 2020. Mẫu này là đã xuất kho đi 10 cái rồi và đều nhận được cái sự phản hồi rất là tích cực từ khách hàng, cho nên là chúng tôi sẽ nhận đại trà từ hôm nay. Đó, nhận đại trà từ hôm nay. Phiên bản này anh em nhìn như thế chứ thực tế ngoài mắt anh em sẽ thấy nó to, rất là to đấy. Nó rất là to đấy. Tôi sẽ cho anh em xem giữa nó với lại cái loại một con để anh em thấy được cái kích thước chênh lệch. Đây anh em thấy này, cái bên này là cái một con nè, còn cái bên này là mẫu hai con nè. Anh em sẽ thấy cái kích thước, anh em thấy sự chênh lệch rất chi là rõ rệt luôn. Chênh lệch rất chi là rõ rệt. Cái này cái hai con mừ thì cái này nó khoảng tầm 6-7 thôi. À, anh em nhìn là thấy kích thước chênh lệch khá nhiều ha, độ bầu cũng như là thấy được khá nhiều. Rồi chúng tôi sẽ đi vào chi tiết từng cái sản phẩm này. Đó, sản phẩm này thì ở trong là nó có vách ngăn giữa hai con lại với nhau. Đó, cửa, thân gỗ, đế, nắp ở trên đều làm bằng gỗ, có sơn màu phủ PU hết rồi để cho anh em là chắc chắn là nó không bị mối mọt cũng như là tiếp xúc với nước thường xuyên thì vẫn giữ được là cái hình dáng màu sắc rất là đẹp. Cọng này là cọng nhựa. Cọng nhựa này rất là chắc chắn. Những cái cọng nhựa này anh em sử dụng cả chục năm, hơn chục năm không ăn thua gì nó hết. Cái điểm đặc biệt của cọng nhựa này á là khi sử dụng về gặp sình lầy, bùn đất bám vô đây, dơ bám vô đây, anh em xịt nước rửa lấy bàn chải chà thoải mái, không sợ bị hư. Đó là cái đặc điểm tốt của nó. Còn đối với cái cọng mà bằng mây hay bằng tre, hay lầu ô hay trúc đương thì nếu tiếp xúc với nước là nó bị đen liền, nó xấu liền, nó thâm liền. Đó. Ở dưới đáy anh em sẽ thấy miếng gỗ rất là to, rất là dày, cho nên những cái lồng này rất là chắc chắn. Ở đây anh em thấy miếng gỗ trên cũng vậy. Đến cái phần học, phần học đựng ở trên đây khá là to nha anh em. Đó. Hơn một gang tay, hơn một gang tay có nghĩa là hơn 25, bề ngang thì nó đã hơn nửa gang tay rồi, cho nên cái học này rất là sâu luôn. Anh em đựng giò, đựng chì, đựng bóp, đựng túi bổi, đựng có thể nói là đựng tiền, đựng điện thoại vô đây cũng rất chi thoải mái. Nó rất là to so với cái mẫu là một ngăn. Đó. Đây là quai sách. Còn đây là chỗ cắm cọc, chỗ dắt vào nọc. Đó. Dắt nọc thì có hai chỗ ở hai bên. Đó. Dắt nọc có hai chỗ ở hai bên. Bởi vì cái lồng này sách lần hai con mà. Đó. Sách lần hai con mà. Con này là mồi đánh úp. Con này mồi đánh úp nhưng mà để làm quảng cáo thì cho vào đây luôn cho anh em xem để anh em thấy. Còn con bên kia con xích dây thì mới đánh trần. Đó. Làm video cho anh em xem.
review sản phẩm cho anh em xem, tập trung dàn người mẫu bỏ vào đây cho anh em. Con này thì mới đánh trần, xích dây thì mới đánh trần. Vừa qua là tôi đã giới thiệu đến cho anh em cái phiên bản là lồng hai con, thì tuần này chỉ làm được hai cái thôi, hai khách đặt hết rồi. Thì anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình, hoặc tìm đến cái địa chỉ của shop ở YouTube là với cái tên là Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tuấn, Facebook với cái tên là Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tuấn, hoặc Zalo, hai số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình này. Chúng tôi sẽ báo giá cũng như là thời gian vận chuyển cũng như thời gian đặt hàng cho anh em nha. Cái này chắc chắn chắc cũng phải đặt hàng trước á, nếu mà ít ít thì cũng vài ngày, mà hả nhiều nhiều có khi cả tuần nha anh em. Còn giá của nó thì tầm khoảng triệu, ngoài triệu nha. Còn giá chi tiết bao nhiêu thì anh em cứ mua hàng, thì có nhu cầu mua thì cứ alo đến, thì chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cũng như cước phí vận chuyển của nó cho anh em nha. Ngoài ra chúng tôi bán rất chi là nhiều bộ sản phẩm, giống như là lồng trần nè, dây xích trần nè, khoáng, mằng ri, cỏ thái, ngũ cốc, lo điều khiển từ xa, quần áo, dò bẫy cu gái. Nói chung là tất cả các phụ kiện về cu gái chúng tôi đều có. Đây là những cái bộ nọc đánh trần như thế này. Bộ nọc này là bằng đồng 100%. Cũng lưu ý luôn là lồng là chỉ bán có lồng thôi nha anh em, chứ không phải là bán theo cái bộ nọc này nha anh em. Nhiều khách hàng họ có trí tưởng tượng rất là phong phú, dắt lên đây làm kiển nhưng mà họ vẫn cho rằng cái lồng là nó phải có cái bộ nọc. Khi giao hàng là phải đòi chúng tôi giao cái bộ nọc thì rất chi là khó nha anh em. Đây nói rõ luôn, bán lồng, mua lồng mà chỉ được lồng, còn anh em mua nọc, mua dây thì tính tiền thêm, mua thêm phụ kiện gì thì tính tiền thêm nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video clip kế tiếp nha. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ.